Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với thần phong mỹ tục của Việt Nam. Chị Panda ơi! Chị Panda mau ra đây trả nợ nè! Cái gì mà nợ dai quá trời vậy? Nợ từ từng trước tới bây giờ rồi có mấy viên kim cương cũng không chịu trả là sao? Ôi trời ơi, mày la mệt quá. Chị Panda ơi, em vô luôn á. Ủa cái nhà của chị sao trong lóc vậy chị Panda ơi? Chị Panda đâu rồi? Ủa chị Panda này chứ nghe tới mỗi lần chịu trả nợ là bà đi trốn ở đâu không á, sao không có trong nhà luôn rồi. Cái này cái tủ không có cái gì hết. Ôi, có cái ghế mà bà cũng bán bà ăn mất tiêu rồi. Đúng là cái bà nè, hôm trước mới mượn mình mấy viên kim cương đang làm cái cúp kim cương đang đi mai nè, còn đã đợi bây giờ không chịu trả nợ, trốn đi đâu mất tiêu luôn cũng không biết nữa. À hay là chị trốn đằng sau chuồng heo của chị đúng không? Chị nghe em kêu chị là chị đi trốn đúng không chị Panda? Đây có kim cương không? Trời ơi, cái nhà gì trong lóc vậy? Chắc mấy con heo của bà này lấy thịt luôn nè, bỏ cái tật. Chị Panda ơi, không biết bà có qua nhà mèo không nữa. Chị Panda ơi, cái nhà của mèo cũng không có ai à? Sao mình kêu hoài không ai lên tiếng hay ta? Cái gì đây? Ủa cái tơ nhện nè. Ui, đằng kia tơ nhện luôn. Oh my god, không lẽ là mình đòi nợ chị Panda mới có xíu vậy không? Bà mèo dẫn chị Panda đi mất tiêu rồi, để cái nhà trong lóc. Mình vừa nhìn thấy cái bóng dáng của người phụ nữ đề tiện xấu xa. Mèo mèo đi, chân chị xuống hộ đi. Trả nợ nè. Chị tự trèo xuống chị Panda. Cái gì vậy trời? Trời đất ơi, cái gì mà một đống đồ dưới đất vậy nè mèo? Đồ chơi chứ gì? Đồ chơi. Nhìn thấy mát hả? Nè, có gì đâu, làm gì hắc mắc dữ vậy? Ôi, giờ không biết hả? Từ trước tới giờ mà tôi á chơi Minecraft chung với mèo mà tôi chưa bao giờ thấy mèo ở dơ tới cỡ này luôn á mèo. Cái này á. Bà Panda bài đúng không? Để tôi quánh bà. Gì vậy? Chị nện cứ bây giờ là cái này là hai đứa bài ra chơi với nhau rất là vui luôn. Cái này ở dưới đó là cái gì đây? Nước ngọt á hả? Ừ, thì có sao, đổ con miếng à. Ôi trời. Để nó đi từ từ dọn. Biết cái toilet thì đây làm gì không? Toilet là chị Panda đem từ trong nhà tôi ra, bà nói là để đây á, khi nào mà cần thì đi liền rồi xong chơi cho nó nhiều, hiểu không? Chứ sao tôi thấy cái nhà mèo sao nó dơ dữ dằn vậy trời? Dơ đâu dơ, nhà mình trong đây cái bồn cầu mà mèo cũng bị lấy mất tiêu luôn hả? Mình lấy mình dời cái đây nè, mình vừa ngồi ở đây lấy cái mình chơi đồ chơi luôn, khỏi mất thời gian. Ngồi đó bà lấy là tôi ngồi đó. Mèo ơi mèo, tôi bảo thật với mèo luôn á, mèo quá mà ở dơ kiểu này là không có được đâu mèo ơi. Cái gì đó mà ở dơ? Mèo mà muốn làm vợ tương lai của tôi thì mèo phải sống sạch sẽ một tí. Có tí xíu dơ gì trời, nhà tôi có dơ đâu? Ai nói dơ đâu? Dơ chị Panda. Ai mà thấy nhà mèo dơ comment phía dưới cho mình biết nha, chứ giờ mình thấy nhà của mèo là không khác gì nè, mèo luôn á. Cái tô để còn sót miếng đồ ăn đó mày. Ôi trời, cái ngon. Cái này là mấy cái chai dơ, tô dơ mà mèo để như vậy bao nhiêu lâu rồi không rửa rồi mèo? Thì vậy mấy bữa chứ nhiều. Trời ơi, ăn uống mà vài bữa rồi chưa rửa chén nữa là có sao có gỗ trong nhà nữa nè. Thì bây giờ á, nhà hết ra rồi đem củi vô đốt là dữ trời. Cái này là cái thùng rác hả? Cái miếng thịt này nó bị hư rồi cho nên là nhét vô thùng rác mà kiểu này. Nó bị thối rồi mà mèo còn nhét vô thùng rác như vậy nữa, một cái nhà mèo vui thối muốn chết luôn á mèo. Thì có thùng rác thì nhét vô thùng rác chứ mà tao đem bỏ tủ lạnh là. Ôi trời ơi, chơi không hết, chơi quá trời luôn nè, ở đây chơi chị nè. Cái này là cắt mèo mà, con mèo nó ị vô đây là mèo chưa dọn phân cho nó nữa hả? Đâu, tôi đâu có nuôi mèo, cắt là của tôi á. Đấy, trời ơi, quá vậy trời. Ôi, nó nói gì đâu vậy? Chưa cửa chính rồi, nó còn dính cái tơ nhện nữa là bước vô một cái là kẹt luôn á. Tôi đi ra khỏi đây chứ không ngờ cái nhà của mèo mà dơ nó vậy luôn á. Gì vậy? Bước ra một cái là phải kẹt cái tơ nhện vậy luôn á mèo. Ủa thì đi lách lách qua tơ nhện rồi bước ra chứ có dính luôn đâu mà la làng nó sớm vậy trời. Mèo, mèo chơi chung với bà Panda biết là giờ bà Panda chỉ mèo sống dơ như vậy. Vậy vậy đừng phải lừa nha, cái này hai chị em ta đang chơi đồ chơi quá vui luôn. Bà đang chơi đó chứ có vậy. Chị nói chuyện nào chị đã nợ cho em chị Panda em không có vậy nữa. Mèo nữa. Hôm trước chị mượn em kim cương rồi chị đòi á là đi mai xong chị kiếm được đồ kim cương chị trả lại cho em rồi đâu. Ai hốt nào chị Panda? Ăn bánh không hết, bánh này ngon nè. Mẹ ăn đi, nhà nhà leo lên nè, chị dặm cho nó dẻ lại cưng Linh ăn hay chị nói tương. Mà chị đặt cái bánh. Chị kêu em ăn là chị dặm lên như vậy á, chị chắc chắn là chị coi thường em mà chị Panda. Đâu rồi? Này leo lên dặm có chút xíu có sao đâu, tôi và Panda mấy bữa cũng ăn hoài gì ngon lắm, ăn thử đi, giòn giòn dai dai. Rồi cái cây này nữa nó bị cái gì đây? Thì cái cây lá rồi trơn rồi, lâu ngày không tưới thì nó héo thôi chứ làm gì la làng. Oh my god, chị có đồ chơi mới nè. Ôi chơi vậy hả? Giờ tương lai của tôi là dơ như vậy sao mọi người ơi? Đà, tôi thấy chóng mặt luôn á mọi người. Cái cây nó héo rồi liên quan người ta ở dơ trời. Ở vậy tào lao. Rồi giờ mẹ chị Panda mau vô dọn nhà đi. Còn chị á vậy? Làm sao làm mau kiếm được kim cương trả nợ cho em. Kim cương vậy nữa từ nhỏ tới lớn chị không biết kim cương là gì á. Chị sống mình kiếm nợ rồi mọi người ơi. Chị Panda bây giờ thì giả điên không chịu trả kim cương cho mình, còn mèo á thì á ở dơ vô cùng luôn. Từ nhỏ tới lớn tôi không biết dọn nhà là gì nha, đừng nói tôi ở dơ nha. Rồi xong luôn, hiểu luôn á mọi người. Như vậy là coi như cuộc tình này chấm dứt từ đây luôn. Tình cảm bạn bè gì nữa với mẹo chị Panda mấy bạn ơi. Bạn bè gì đâu mà ở dơ, mình á qua bển phiên hai người mà hai người cũng không chịu dọn nhà nữa kìa. Bây giờ tiếp tục bài ba chơi. Đây chị cắn con chuột nó cho chị cắn. Gì vậy trời? Bây giờ chị Panda á dùng cái răng đi cắn con chuột luôn hả?
Mình á thiệt là hết cách với hai người này mà. Bạn nào á biết cách nào để giúp hai người này á sống sạch sẽ hơn thì comment phía dưới đi mọi người ơi. Giúp anh Hút đi chứ giờ anh Hút bó tay rồi. À mà thật ra mình có một cách. Đúng rồi, hồi lúc trước mình cũng từng bừa bộn nè, hơi lì lì tí. Rồi mẹ của chị Banda có nhờ một cái bà kẹ. Cái bà kẹ chân dài 2-3 mét luôn á. Bạn nào nhớ cái video đó không? Comment nè. Mình sẽ nhờ bà kẹ đó qua dạy dỗ là mẹ của chị Banda thì sao ta. Không biết bà kẹ có nhận dạy các bạn nữ không nữa. Chứ hôm trước là bà dạy mình á, là bà bắt mình á đã thành con nít luôn á. Rồi á bà hành mình quá trời luôn. Bạn nào nhớ cái video đó comment phía dưới nào. Comment đi, comment đi. Bây giờ mình sẽ viết thư gửi bà kẹ mới được. Đâu rồi cái tủ của mình? À đây rồi, cây cuốn sách và bút lông. Đây mình sẽ viết thư ra mình gửi vô đây nè. Khoan, đi ra ngoài cái đã. Ê, mình đã viết xong bức thư này rồi nè mọi người. Để mình cho mọi người xem nha. Tèo tèo, kính gửi cô giáo kẹ. Em là Mèo và Panda già. Hai đứa em rất là làm biếng và ở dơ. Cho em đăng ký vào lớp học của cô để cô có thể chăm sóc hai đứa em. Cảm ơn cô, Mèo và Panda già. Đó, mấy bạn thấy không? Mình đã giả danh Mèo và chị Panda để đăng ký vào lớp học của bà kẹ cao 2-3 mét đó mấy bạn. Bây giờ mình sẽ chạy qua nhà của Mèo. Đâu rồi, cái thùng thư? Ủa? Cái thùng thư của nhà Mèo mất tiêu rồi ta. À, đây rồi, bỏ thư để chị đây. Nhảy lên đó đây. Mẹ nè, bây giờ thì mình hy vọng là bà kẹ sẽ qua đây đặng á đọc bức thư này và đưa mẹ của chị Banda đi cải tạo lại mấy bạn ơi, chứ để hai người này cái gì mà nhà mà có dán có chuột. Ê con dán nó chui vô cái bánh kìa, nhưng mà đang đói bụng nhầm nhầm nhầm. Rồi ăn dán chiên xù không em? Chiên xù ơi, ơi. Quá đi. Hai người này thiệt chứ làm càng ngày mình càng thấy sợ luôn á. Nhưng mà sớm muộn gì bà kẹ cũng qua đọc bức thư thôi. Bây giờ mình chạy vô nhà mình chờ kết quả đi mọi người. Mình sẽ núp ở đây nè coi bà kẹ buổi tối bà có xuất hiện không, bà có đem mẹ của chị Banda đi không nha. Chị Panda ơi, có ai gõ cửa kìa, chị đang mở cửa đi chị Panda. Ai đâu gõ tới thui à, chị mất ăn rồi. Tao với tao, nhầm 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 nhầm. Ai gõ cửa vậy, ai? Ui trời ơi, ai mà cao dữ vậy nè. Ai vậy Mèo, ai gõ cửa vậy? Chị Panda nói chuyện với bà đi, em làm biếng nói chuyện quá, bắt đầu không muốn ngước lên. Kêu bà ngồi xuống đi rồi nói. Muốn cái gì ngồi xuống nói chuyện đi bà ơi. Ủa cái gì không nói chuyện đàng hoàng mà tự nhiên còn tôi với bà Panda lên làm gì vậy? Ui, ai còn chi vậy? Anh ra ngoài cái bà này làm gì vậy? Trời ơi, mẹ chị Panda bị bắt đi thiệt luôn. Oh my god. Trời ơi, bà kẹ ơi, bà kẹ rõ ràng cái bà này là hôm trước cái bà bắt mình đi nè. Rồi sao nè, cứu cứu cái con khỉ móc xì gì nữa. Mẹ chị Panda bị bắt đi như vậy là vừa rồi. Cho hai người học hành tử tế lại, ở cho sạch sẽ lên chứ hai người ở bẩn quá. Rồi bị bắt đi mất tiêu luôn rồi. Ơi chúc hai người lên đường vui vẻ nha. Hay là bây giờ mình đi theo không ta? Chắc là đi theo xem thử coi mẹ chị Panda bị bắt đi đâu mới được. Lần này không biết là bà kẹ này bà dẫn mẹ chị Panda đi đâu nữa. Núp núp sau gốc cây thôi, lỡ như bà phát hiện được là bà bắt mình theo luôn á. Kim cương nè, đúng là cái hang này lúc nào cũng nhiều kim cương hơn cái hang ở nhà mình hết á. Công nhận đã thì chứ qua đây một phát thôi là thu hoạch kim cương tới bến luôn. Đỡ đi mới đòi đợi ở chị Panda, đòi bà Panda không biết bao giờ bà mới trả nữa. Ha, à, đúng không mấy bạn? Mấy bạn chắc cũng đang biết là mình đang ở đâu luôn rồi đúng không? Ai biết thì comment phía dưới cho mình một cái nào. Ê, lộn đường, lộn đường. Lâu lâu á về nhà lại mình bị lộn đường xíu, mọi người thông cảm nha. Đúng là cái chỗ này đẹp thiệt á mọi người. Qua đây bình yên á, từ hồi mà mình qua đây là lúc nào mình cũng có thiệt là nhiều kim cương hết á. Nè mấy bạn nhìn đi, giáp kim cương của mình một đống luôn á. À, nhìn lại cái hang này của mình, à cái này là cái gara của mình nè, chuyên gia mình để xe ở đây nè mọi người. Và cái nhà của mình thì mình cũng đã trang trí lại rồi. Đó, mấy bạn thấy đẹp không? Giáp kim cương ở đây nè, nó mình đi mai mà mình cũng kiếm được giáp kim cương nữa chứ. Đã thiệt. Đó, còn cái chỗ này nữa. Đó, đồ thì mình cũng đang kiếm lại từ từ nhưng mà mình cũng chưa có kiếm lại được nhiều nữa. Bây giờ có mười mấy viên kim cương để lại đây đi. Chắc Mèo và chị Panda cũng đang trở thành những cô gái ngoan ngoãn rồi. Mấy bạn biết mẹ chị Panda đang ở đâu mà đúng không mấy bạn? Đây, để mình cho bạn xem nè. Cái ngôi nhà bên kia. Kìa, cái bà kẹ bà đang làm cái gì vậy? Còn mẹ chị Panda nữa. Bả lúc này cũng biến người ta trở thành em bé đó. Kìa, mấy bạn thấy không? Bắt mẹ chị Panda trở thành hầu gái mọi người. Ôi mấy bạn ơi, mẹ chị Panda trở hầu gái không biết là đang làm cái trò gì bên bển nữa. Để mình chạy qua xem thử coi. Và mình lỡ mình qua bển mình xem rồi bả thấy mình rồi bả bắt mình luôn rồi sao? Không được. Nên mình đã chuẩn bị sẵn một lọ hút tàn hình. Đây, đặt xuống đất một cái. Tàn hình rồi. Mẹ chị Panda kìa. Ê, quên. Ủa, cái gì vậy? Bả đang quánh mẹ chị Panda kìa. Tụi con biết rồi, đừng có đánh tụi con nữa. Tụi con biết rồi, giờ tụi con sẽ xuống dọn dẹp nhà cửa. Được rồi, bà kẹ cứ đi ngủ đi bà kẹ ơi. Chị cũng muốn ngủ nữa Mèo ơi. Thôi đúng rồi, bà quánh mẹ. Mẹ chị Panda bị quánh y chang mà năm trước luôn, bà giả đau lắm luôn á. Cái nhà này ủa, lâu ngày không ở, cái nhà này bị mạng nhện nó đóng đầy nhóc rồi. Còn bò nữa. Xuống đây đi chị Panda. Xuống rồi nè. Bây giờ á, mẹ chị Panda quá hả? Bà kẹ bà ngủ trưa rồi, bà giao quá chừng việc nhà là cho em với chị luôn. Em chị phải làm cho xong á, chứ bà ngủ thức dậy mà em chị làm chưa xong là bà đánh nữa đó chị Panda. Hay là Mèo ơi, chị mệt quá thì cho chị cưng làm đi, chị ngủ chút nha. Còn mình đã làm không có kịp đâu.
không kịp không sao. Không nè, chị vô chị coi nhà cửa nè. Ôi cái nhà dơ quá trời dơ luôn nè mọi người. Chị mà không dọn là một hồi bà xuống bà đánh á. Giờ chị biết làm gì giờ, cưng làm trước đi. Trời ơi, làm trước cái gì? Chị Bên Ra, dạ. Quên rồi hả? Bà nói nếu mà em chị dọn dẹp mà còn khóc lóc la làng một hồi bà xuống bà đánh bây giờ á. Bây giờ mà phải dọn trong âm thầm lặng lẽ chị Bên Ra. Vừa dọn hả? Nghiệp mẹo chị Bên Ra quá à. Cái gì mà dọn mà khóc lóc là bị đánh nữa hả? Chị Bên Ra, chị Bên Ra. Nhìn nè, chỗ này có tô súp nắm. Sáng giờ em chị chưa được ăn đó, bụng quá em chị chưa được nửa tô chị ăn. Thôi chị ăn chị sắp bà xuống bà đánh vậy á. Bị làm việc mà còn không được ăn nữa chứ mấy bạn. Ủa mình tàn hình mà mình đưa cái mặt của mình chi vậy? Chị Bên Ra, chị Bên Ra. Còn một tô này mới nấu trên đây nè. Chị ăn đi rồi bà Phạm nấu cho bà tô khác. Thôi ăn hết cũng mẹo chị Bên Ra luôn. Hồi nãy á. Chị không ăn mà chị cũng hạ học với chị ăn rồi. Đâu có đâu mẹo, chị không ăn mà trời ơi. Đói thì ăn, ăn thì nói thiệt tình là ăn đi. Không có, để đây là chị không ăn cái tô này. Chị không ăn, em không ăn, cái bộ bà kẻ đã có xúc ăn à. Chị nghĩ là coi chừng bà ăn á. Rồi. À, bà xuống tới kìa. Đang làm thôi thôi chị đi đưa chị. Trời ơi, chị Bên Ra bị đánh tội nghiệp quá. Ôi da, ôi da, ôi da, ôi da. Ôi da, ôi da, ôi da. Vô cứu mẹ chị Bên Ra ta. Ôi da. Cứu hai người xong rồi hai người về lại lười biếng nữa. Rồi mình để đây luôn thử coi bà mẹ còn làm gì nữa không ta. Rồi đâu rồi. Tụi con làm dọn về, tụi con có ăn đâu. Dọn, dọn chị Bên Ra dọn đi. Dọn gì giờ, dọn đi. Để con nấu cho tô súp khác rồi. Bà kẻ đi ngủ đi bà kẻ. Bà kẻ dậy, bà kẻ ăn súp nắng nha. Giờ bà kẻ ngủ đi chị đẹp da bà kẻ ơi. Rồi bà đi ngủ rồi. Ừ, bà lại đi nữa rồi. Nãy chị ăn thì chị ăn trong âm thầm lặng lẽ đi chị la làng. Cái gì vậy? Chị chỉ có khóc thầm thôi chứ ăn là không bao giờ ăn lặng thầm. Rồi chị á, thôi giờ không nói nhiều nữa, dọn đi nè. Em đem. Dọn gì giờ? Em đem chén đi rửa chị Bên Ra, để em rửa chén nha. Rửa chén đi. Chị đừng có đứng đó mà dòm em nữa chị Bên Ra, chị lên chị dọn mấy cái khác đi còn em đứng đây rửa chén. Để em rửa chén kìa. Rửa chén. Đó mà mèo rửa chén kìa. Mọi người, mèo đang rửa chén thiệt rồi. Đó, cho cái tật ở nhà ông vừa rửa chén qua đây cho rửa chén cho bà mẹ cho. Thôi thôi, mèo rửa lâu quá né ra để chị rửa cho. Né ra đi. Ủa chị Bên Ra rửa chén này, cái này đáng rồi. Chị Bên Ra là biết rửa chén. What the hell? Nè. Cái gì? Cái này đang diễn xiếc chứ mà rửa chén cái gì? Rõ ràng chị Bên Ra. Nghe mèo. Rửa chén xong nghe nè. Chị đánh chị vậy mèo. Không có đánh chị nhưng mà chị rửa chén của đứa bọn họ nó rớt chén nó bể có sao mà quánh nữa bây giờ. Có, cái này là chị đang rửa chén điêu luyện. Rồi, rửa chén rửa chén bằng cách tung hứng này đó. Rửa chén không? Nè. Để sao rửa chén người ta cầm cái miếng trà chén lên người ta trà chứ ai mà như chị mà ném ném như vậy. Trà lên là trà xuống nè. Rửa chén. Rửa chén. Rửa chén. Đánh chị hoài vậy mèo. Em không có đánh, em đang chỉ cách rửa chén nè. Rửa chén như mèo mới đúng nè. Ủa, rửa vậy đó hả? Chị cũng thấy chị rửa y chang, chị có khác đâu, khỏi đi. Tự chị biết rửa chị lớn rồi, chị cũng ngu đâu mà để con chạy. Đây rửa chén này. Ôi trời. Trời. Chị Bên Ra này bà rửa chén cái gì á mọi người ơi. Rồi thôi kệ chị Bên Ra đi, một hồi bà xuống bà đánh cho chị một cái nữa cho chị bỏ cái tật kia nữa. Rửa dục đó. Lên nè. Ôi vui quá, rửa chén vui quá ha. Ôi bà tới kìa. Gì vậy? Ôi tôi đánh. Trời ngu ngu ngu. Đó đó, rửa chén ngu mà hồi bà xuống bà đánh kìa. Đó ngu. Ngu cái gì mà mình tập luôn vậy. Trời ơi. Trời ơi, bà quýnh cho cái mặt bà Bên Ra luôn. Bà tha cho con đi, con giúp rửa chén từ đây. Sao con không giúp rửa chén đâu, đụng cái chén của da. Trời giả cho cái mỏ nữa nè. Đâu vậy, ông anh chị đã đúng rồi đó. Mèo vậy mèo rửa không chị đi cho bà đừng đánh chị mà. Bà kẻ, con rửa chén hay mà bà kẻ. Nè, nè, con rửa không đó, sạch, đúng rồi, bà chịu rửa chén chị Bên Ra. Đó, trời ơi. Con ngoan, rửa chén rồi. Ê, bà đi rồi kìa. Trời ơi, thấy sao không á. Sao kỳ vậy, chị cũng rửa lên bước xuống mày một lần nào nữa chị Bên Ra. Không bao giờ muốn bà bước chân xuống dưới bếp này một lần nào nữa chị Bên Ra. Nếu cưng muốn bà không bước xuống đây thì cưng phải rửa hết mấy cái đống chén thôi chứ. Em rửa chén xong rồi, chắc bây giờ quét nhà đi. Quét nhà đi. Nữa hả? Ngủ không hỏi bà xuống bà quét nhà nữa đó. Rồi quét nhà đi mèo. Quét phụ em chị Bên Ra, cái nhà nó rộng lắm chị Bên Ra ơi. Một mình quét không có nào. Quét nhà dễ muốn chết luôn, né ra đi chị quét cho coi nè. Quét trong kẹp trong máu dưới gầm bàn, dưới lần nào chị cũng bỏ dưới gầm bàn rồi bà lại quét lại à. Thì mình quét chỗ nào mình đi thôi chứ mình đừng quét trong đó cực lắm. Chị quét chỗ chị đi, một hồi bà xuống cái chân bà chăm sạm bà đi được bả chứ bà có đi chung đường với chị đâu. Đâu có, bà đâu có đuổi vô trách bàn hơ gấp bàn gì bà đi đâu. Ủa, đồ. Chị quét nhà đi. Trời chị Bên Ra. Chị quét đi rồi em sợ phía sạm lao cho chứ mất công hả? Hai đứa cùng quét hồi hai đứa cùng lao lâu lắm. Giờ đúng rồi. Chị quét cát thì cưng sẽ lao ơi, chết bùng sình. Cái gì vậy hai người này mà cứ người quét người lao hoài vậy? Rồi để mình phá thử coi cho hai người này có làm nữa không nha. Nè nè, đào một cái lỗ ngay đây. Đó, đó. Ôi, cái gì? Cục kim cương của bà Bên Ra kìa. Ôi, chị Bên Ra. Vậy vậy. Trời ơi, chị lao nhà lũng nguyên cái sàn luôn rồi. Trời ơi, chết cha. Giờ sao giờ? Để chị ra ngoài chị kiếm đồ chị lắp lại nghe để hồi bổ xuống bên hện chị đó. Trời ơi, chị phá nhà bả chị Bên Ra
ơi, ủa này là nhà mình mà ta. Ờ đúng rồi, nhà mình mà. Thôi nhưng mà lắp lên điện hồi nó cưng đi cũng té tội nghiệp cưng đó mẹ. Đó, trời vậy mới đúng chứ. Vậy mới đúng là chị Banda chăm chỉ giữ nhà cho sạch vô nè. Đó. Để đó, chị lau. Bây giờ làm gì nữa, chuyển qua lau nhà nữa chứ đúng không? Ờ quên. Lau đi nào. Mình mà. Mẹ mẹ cứ lau lau cái đống cỏ này cho nó thành lên cục đá cho nó bóng bóng đi. Chị cục cỏ này làm sao mà em lau. Ủa mẹ đang lau nhà kìa, tội nghiệp mẹ. Chị Banda phụ mẹ với trơ. Chị ngày cái đống cỏ này cho nó thành lên cục đá. Đi, chị quét phía trên đi, em lau phía dưới cho. Phía trên đang quét mẹ. Quét luôn hai người, người lau người quét vậy nè, nó mới đúng là hai người chăm chỉ nè. Mẹ bà đang làm cái trò gì trên đó vậy? Ủa bà đang luyện tập bà giả như bức tường cái gì vậy trời? Ủa bà đi bà nhìn bà hung dữ quá vậy? Bây giờ mình có nên giúp chị Banda với mèo không đây mọi người ơi? Chứ mình thấy bây giờ một hồi nữa chắc là bà Hạnh mèo chị Banda tới bến luôn á. Chị Banda, gì mèo? Ngày nay bụi quá trời luôn, cho nên em phải ra đem lau bụi ngoài đó thôi. Một hồi nữa bà đánh em chị Banda. Trời ơi sao mà cưng giỏi dữ vậy? Sao nhớ ở nhà cưng đâu có làm mèo gì đâu? Mèo đang lau tường luôn nè, khi hết lau sàn xong chuyển qua lau cái tường. Tội nghiệp mèo quá. Dọn cỏ đi, cái sân đầy cỏ, một hồi bà ra bà đánh nữa đó. Vậy đó hả, cưng dọn đi, cưng dọn cỏ đi. Chị dọn giùm em đi. Thôi để tình trạng như vậy hoài là tội nghiệp mẹ của chị Banda lắm á. Chắc mà mình nghĩ mẹ của chị Banda đã hết lười biếng rồi mọi người ơi. Để mình hiện hình lên nè. Chị Banda với mẹo bây giờ đang rất là cực khổ luôn. Một cái bà kẹ thì bà đang đứng ở trên bà liền giỏ. Để hai người mà có làm biếng chắc bà quánh hai người nhiều lắm luôn á. Thôi chắc mình qua mình bận giáp kim cương, mình qua mình hỏi bà thử coi, để coi bà có tha cho mẹ chị Banda được không á. Chứ lỡ mà bà bắt luôn là một hồi nữa mình không còn bạn bè để mình chơi chung luôn á. Rồi nón rồi lên, qua lên trên này lấy mấy viên kim cương về chuột mẹ chị Banda về mới được. Kim cương của mình đây, đây ngọc lục bảo kim cương. Chắc là mình cầm cái này mình đưa cho bà kẻ thì bà kẻ sẽ tha cho mẹ chị Banda. Hy vọng là vậy. Coi mẹ chị Banda còn đang làm gì nữa không? Ui hai người kìa đang lau nhà kìa, tội nghiệp quá. Ê mẹ chị Banda ơi, hút tới rồi nè. Ui chạy vô nhà chị Banda. Chạy chạy chạy, con dừng bà xuống bà quánh rồi đó. Mẹ bà không cho mình chết mình lạ đâu. Hello hello bà kẻ, bà nhớ tôi không? Tôi nè, tôi đến hút này hôm trước bà dạy tôi xong rồi giờ tôi làm trẻ ngoan rồi. Tôi rất là chăm chỉ rồi. Trời ơi, tội nghiệp mẹ chị Banda quá, lau nhà xong bây giờ hai người lấm lem bùn đất hết trơn rồi. Ui bà kệ, bà không cho mấy tôi nói chuyện với người lạ đâu hết rồi. Bà đang à, chờ bà. Ê bà kệ kìa, bà kệ. Dám quánh mẹ chị Banda hả? Bà ra đây, bà ra đây, bà có ngon, bà ra đây nè. Trời ơi, bà đi xuyên tường luôn. Ê, tôi muốn chuột mẹ chị Banda về. Nè, tôi có ngọc lục bảo nè. Đó, 10 viên luôn. Đúng rồi, đang có người chuột vô từ tôi á. Bà chịu không? Vậy đi, vậy mẹ, vậy, vậy. Ê, bà đây, sao bà ơi này quýnh chị Banda à, ra bà quýnh bà thoải mái đi, đi quýnh chị Banda đi. Vậy chị chạy về trước. Ơi chị Banda, chạy vô đi, sắp hết emerald rồi kìa. Bà không chịu emerald đúng không? Giờ tôi còn ở đây còn 22 viên kim cương nè, bà chịu không? Đó kim cương được đó, đúng không? Bà lấy rồi, bà lấy rồi. Bây giờ vậy vậy đi, vậy bà kẹt đi, bà không chịu luôn. Bà giỡn như vậy, 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 bà. Ôi trời ơi, cái gì vậy trời, tại sao lại có cái mặt bà kẹ đang tô vu đang đứng đây vậy? Còn dạy mèo nữa. Dậy đây, hút ra dậy nè. Dậy mèo đi. Dạ, sao tôi té xuống giường rồi? Trời ơi. Dạ, 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 tôi dậy nè. Cái chuyện gì đang diễn ra nữa vậy? Dạ, ba sao vậy? Giờ tôi bị nhỏ xíu lại nữa rồi mọi người ơi. Rồi luôn, qua cứu mẹo chị Banda bây giờ mình bị biến nhỏ lại nữa rồi. Cứu kiểu gì mà giờ nguyên bày trong đánh nhau luôn rồi nè. Ê, cái bà này thả tôi ra, để tôi đưa bà kim cương rồi mà. Ê da, nói nữa, nói nhiều đi cho bà giả vô. Cứu rồi. Cứu cái công kỹ ra, chị Banda còn muốn ông cứu này nè. Giống chui gặp mạng đúng không? Dạ tôi chui gặp mạng an toàn rồi, bà không quánh được tôi nữa đâu. Tao cái bà này nữa. Lì như đâu vậy đó. Ê sao tôi nhỏ hơn mẹ chị Banda nữa. Hết ơi, hay là mình qua bển mình dọn nhà phụ bả đi mà hết quánh. Em út út ơi. Cái gì vậy? Có đứa em út nữa nè chị Banda. Rồi luôn, giờ mình thành ba đứa con nít luôn rồi. Còn bà này nữa, bây giờ cách nào hốt là khỏi đây đây. Không biết nữa. Rồi bây giờ mình vô đường cùng rồi giờ sao đây? Hay là bây giờ ba đứa mình nổi dậy đi, bu vô đập bả luôn mẹ. Nổi dậy hả? Không, không nổi dậy được đâu. Rồi bả quánh một cái là lên chầu trời hết. Rồi luôn, bây giờ phải làm gì đây mẹ? Làm gì? Em út lì lì, em út lì quá lì. Dạ dạ, sao mẹ quýnh tôi? À bà kệ ơi, để con dạy em út cho. Em út dạ, dạ quá. Đúng rồi, để con dạy em út biết làm việc nhà ngoan ngoãn. Bà kệ ơi, à dạ bắt tụi tôi chạy đi mèo, chạy đi. Chạy đi. Ui trời ơi, chạy đi mèo. Rồi chạy đi mèo. Chúi xuống cái bạc. Chúi xuống cái bạc mèo. Rồi có chúi xuống được đâu. Chứ bây giờ lẽ bây giờ mình bị ba bắt hoài sao chị Banda? Bởi vậy giờ chứ chị cũng đâu biết sao không làm mà quýnh chị. Chị có kim cương đúng không? Kim cương có quýnh á. Có emerald. Chị lấy em nào quá. Nè vậy hả? Nè nè, emerald của bà nè bà ơi. Nè bà kẻ, bà đang lấy emerald của bà giùm cứu hộ cho bà. Ủa mẹ cái tặng trò gì vậy? Mà sao mẹ quăng emerald của tôi? Không, emerald đó của bà kẻ. Hồi nãy bà đang cắt của bà kẻ. Ê chị Banda, emerald của em mà. Emerald của bà nè. Nè xuống lụm đi đó. Nè nè, chị quăng emerald của em đi. Đi mai chị Banda. Lụm đi. Chạy đi chị Banda. Bà chạy xuống hộ la ba rồi kìa. Trời ơi, rồi luôn, bà
không cho bà lên nữa, không có cho bà lên nữa. Rồi. Bà chết kìa. Bà nặng luôn rồi. Bà xịt khói rồi. Mèo ơi, bà kẹ bà xịt khói rồi mèo. Ê kệ lẹ đi, bà kẹ không xịt khói đâu. Cái này là chỉ để cho bà ngực hiện thịt lên dài giấy đúng thôi. Đúng rồi, vậy hả? Chị Panda ơi, bỏ chạy ra khỏi đây đi. My God. Hôm nay mình giúp mèo với chị Panda cải tạo lại, nhưng mà không ngờ là mình bị biến ra thành em bé luôn. Và bà kẹ bà đang sắp đuổi theo mình tới nơi rồi mọi người. Sao tụi tôi đang yên đang lành mà bị bà bắt qua đây vậy ta? À, tôi không biết nha, tôi không biết lý do là tại sao nha mèo. Còn bây giờ thì tôi ráng tôi bỏ chạy ra khỏi đây. Chứ bây giờ tôi còn lộn hơn cục cỏ nữa mèo ơi. Chạy nhanh lên, bà đuổi theo kìa mèo. Bà đang sao kìa. Oh my god. Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.